sao vì bị tống tiền bằng Bitcoin, ngày 17 tháng 10, cộng đồng người dùng iPhone đã xôn xao trước sự việc một website bất ngờ xuất hiện và có thể khóa tài khoản iCloud e trên iPhone, iPad và những thiết bị khác của Apple, miễn là có được số serial number của thiết bị, do việc truy cập và sử dụng website này là hoàn toàn miễn phí, nên nhiều kẻ xấu đã lợi dụng nó nhằm mục đích gây phiền nhiễu, phá hoại đối với những người dùng khác. Diễn biến của sự việc tiếp tục trở nên phức tạp khi trong chiều qua MinareLock tiếp tục chuyển sang hình thức tống tiền những người dùng đã bị khóa iCloud, e yêu cầu họ trả tiền để mở khóa thiết bị của mình. Được biết từ lâu, việc sử dụng Bitcoin hay các đơn vị thanh toán tiền điện tử để che giấu danh tính thật của kẻ chủ mưu, qua mặt cơ quan chức năng là một điều khá dễ gặp sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm khóa hay chiếm quyền điều khiển thiết bị. Dựa trên một hình ảnh được người dùng chia sẻ trên các hội nhóm, có thể thấy sau khi thực hiện các bước như trên, họ sẽ bị yêu cầu phải trả khoảng 0 088 Bitcoin tương đương 1,6 triệu đồng để thực hiện mở khóa. Tuy nhiên theo thông tin chúng tôi nhận được, Apple có thể hỗ trợ mở khóa iCloud cho những nạn nhân của website này một cách hoàn toàn miễn phí, thay vì phải trả tiền cho hacker.